Thế tiên là về phần backend thì mình không 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 hướng dẫn nữa, backend là anh em phải bắt buộc phải làm được. Còn cái frontend ấy thì mình sẽ hướng dẫn như sau. Thế nên là mình sẽ có một trang HTML như sau này, như thế này. Được chưa? Thì đầu tiên là nó mình phải tạo một cái đường dẫn đến trang HTML như thế này ở trên server mà. Rồi mình sẽ làm gì ở đây? Thì trước tiên là mình sẽ call Ajax này, mình sẽ gọi đến cái API get all cả về toàn bộ dữ liệu ở trên đây. Được chưa? Thì mình sẽ tạo như sau. Trước tiên là mình sẽ gọi Ajax này. Rồi Ajax này có tác dụng gì? Ajax này nó có tác dụng là côn dữ liệu từ server trả về. Được chưa? Thì để côn Ajax ấy thì mình đó, trước tiên mình phải có ở server của mình phải có một thằng trả về dữ liệu đã. Thì đây. Ở đây mình viết theo kiểu router. Được chưa? Và mình sẽ get all toàn bộ dữ liệu, hàm get all này mà. Toàn bộ dữ liệu và trả về cho người dùng. Rồi cái tên là data value. Rồi anh em nhớ là viết cái get value của chúng ta thì viết dưới dạng function nhá, được chưa, để mình có thể gì tái sử dụng được nhiều lần. Trước tiên là mình sẽ xóa vào cái này này và mình sẽ code nó thử data nhá. Và khi mình viết hàm get value như thế này. Còn tại sao mình viết theo ở template như thế này? Mình viết ra một biến template như thế này ấy, để có tác dụng là mình dễ dễ dàng chuyển biến. Được chưa? Và mình khi mình định nghĩa cái template xong ấy thì mình sẽ append vào cái bằng cái tem vào body bằng cái template này. Được chưa? Mình thử nhá. Khi mà mình xong định nghĩa xong thì mình gọi hàm ở trong cái Ajax này thôi. Và mình thử construct cái data này nhá. Đây. Hàm function get value của mình ở đây và mình truyền một cái biến data vào trong đây, rồi mình sẽ chạy thử này. Được chưa? Thì em có thấy mình hiện ra một cái ô không? Thì đây chính là ô dữ liệu của chúng ta này, từ sơ trả về này. Mình sẽ construct thử data nhé, display lên. Thế em có thấy một cái là object không? Với cái data value là 14 phần tử. Thì anh em làm sao để được hiển thị toàn 14 phần tử này? Thì anh em phải tự làm, mình không hướng dẫn. Anh em phải suy nghĩ, nếu mà không làm được thì mình mới chữa thôi. Còn cái này anh em mình chỉ để mua một cái mẫu một cái thôi. Được chưa? Mình chỉ để mua mẫu một cái dữ liệu thôi. Anh em phải hiển thị được toàn bộ dữ liệu như thế này. Anh em làm thế nào thì cho anh em. Được chưa? Nhớ nhá, mình đang demo chỉ là demo một cái thôi. Nhưng ở trong cái data mình trả về này là một mảng tận 14 phân tử cơ. Mà phải làm thế nào đấy mà hiển thị được toàn bộ dữ liệu như vậy. Được chưa? Thì đấy là hiển thị như này. Được chưa? Thì đấy hàng gọi là hàng kết đôi, là mình có một cái đầu tiên là mình call Ajax này đến cái API tương ứng và mình định nghĩa một cái function. Chưa mọi người, nó chỉ đơn giản là chỉ như vậy thôi.
Và cái thứ hai là anh em đang hỏi nút edit đúng không? Khi mà mình bấm nút edit cái gì em? Dạy cái gì anh? Đâu? Bạn bạn nào ạ? Đây đây. Đây hả? Vâng, in lồng được HTML mà anh. Nhưng cái này em sẽ append á, dùng append để mình append cái ví dụ nhá. Đây này, cái này là em đang append vào cái body, tức là cái trang HTML của anh. Em tức là em sẽ gọi là gì nhỉ? Là dùng cái thuật ngữ thì nó đúng. Gọi là gán cho cái body một cái thể template do mình định nghĩa, code HTML do mình định nghĩa. Được chưa? Rồi, dấu viền tại sao? Dấu viền tại vì em muốn chuyển biến vào trong cái HTML này thì em phải dùng dấu viền. Được chưa? Em muốn chuyển giá trị của data đây, của giá trị của server trả về vào cái code HTML thì em phải dùng dấu viền nhé. Anh còn nhớ cách chuyển biến không? Đấy thì bắt buộc anh phải dùng dấu viền nhá, được chưa? Thì giờ em sẽ định nghĩa cái nút bấm này. Thì trước tiên là mình có hai cái nút bấm như thế này, được chưa? Anh sẽ tạo hai cái nút bấm nhá. Được chưa? Mình sẽ có hai cái nút bấm như thế này này. Thì làm sao để mình lấy được cái giá trị ID tương ứng và mình đang biết là mình đang sửa cái nào để code Ajax nó tương ứng đúng không? Thì mình sẽ hướng ra cách thứ nhất này. Cách thứ nhất là dùng jQuery nhá, thiên về jQuery nhá. Thì trước tiên ấy mình sẽ tạo một cái nút bấm này ở đây đúng không? Thì ở ngoài thằng cha bao trùm đến thằng button đây này. Ngoài thằng cha nhá, anh em nhớ này, ở ngoài thằng cha mà dự bao này cái thằng button ấy, mình sẽ cho một cái data ID như thế này, được chưa? Được nhá. Ở ngoài thằng cha mà bao trùm cái button này thì mình sẽ cho thằng div này này, thằng div này là cha của thằng button nhá, thì mình sẽ cho một cái gọi là data ID, được chưa? Và khi mà mình thực hiện cái nút sự kiện bấm của cái nút edit đấy chẳng hạn nhé, em để ý này, edit này chấm edit này chấm click function data, rồi như hôm trước là anh Dương phải bảo là cái là bị hiện ra, mình kể cả mình bấm mấy lần nhưng nó vẫn hiện ra cái nút đầu tiên đúng không? Thì đây, để khắc phục cái lỗi ý, mình sẽ dùng như thế này. Mình sẽ dùng đô la cái zip, đô la zip chấm đô la zip chính là cái zip này, chính là cái ROM này này, được chưa? Chính là cái nút bấm của mình ấy, được chưa? Zip chính là cái nút bấm của mình. Mình có thể thay cái nút bấm của mình thành nút zip cũng được nhá. Rồi, mình sẽ như này. Mình sẽ gọi đến cái parent và HTTL này. Data trừ ID. Và ID bằng như ra. Mình sẽ quên số nó thử ID nhá. Em chạy thử này. Nhớ nhá. Cái data ID chính là mình sẽ truyền cái giá trị của ID này vào trong cái data ID. Cái data ID này mình tự định nghĩa nhá, không phải nó là một cái thuộc tính gì của HTML đâu. Là cái này mình tự định nghĩa nhá. Nó là thuộc tính mình có thể tự định nghĩa. Được chưa?
Anh em nhìn nhá. Cái nút đầu tiên là mình sẽ cho cái data value bằng 0. Còn cái thứ hai là mình sẽ cho value bằng 1. Nên do hai cái này, hai cái data ID của hai cái nút này là khác, hoàn toàn khác biệt nhá. Bây giờ mình sẽ bấm thử này. Nhìn này, nhìn cái code slot của mình này. Nút đầu tiên này. Rồi, sao nó không bấm? Từ từ đợi một chút. Edit. Không, không phải, không phải, không phải. ATTR, ATTR. Khó quá, bị nhầm. Từ từ, đây em sẽ mua từ từ rồi em sẽ giải thích. Được chưa? Đầu tiên là giá trị ID đầu tiên này. Được chưa? Anh em thấy hai cái ID khác nhau chưa? Được chưa? Rồi nhá, mình sẽ thêm một cái nữa này để cho anh em hiểu rõ hơn này. Mình sẽ chuyển vào đây là hai nhá, cho ID khác nhá. Thì lúc này mình sẽ có ba giá trị ID khác nhau này. Rồi mình list lại này, được chưa? Giờ nhìn nhá, bấm vào nút đầu tiên này, ra một giá trị ID đúng không? Nút thứ hai này, có giá trị một giá trị ID nữa không? Và nút thứ tư, được chưa? Có là ba cái nút này là ba cái giá trị ID khác nhau không? Mình bấm vào đây nhá, xin nó về ba giá trị ID của mình không nhá? 90 này. Anh em là 90 không? 690 nhá. 7A7 này. 7A7. 11C2, 11C2 đúng không? Tương đương với các ID ở trong đây. Được chưa? Thì mình sẽ giải thích cái pattern này có nghĩa là gì. Đầu tiên này, cái zip này nó chính là cái nút bấm đúng không? Mình vừa giải thích nó chính là cái nút bấm này đúng không? Còn cái pattern này là gì? Cái pattern này ấy, khi mà nó bấm vào cái nút bấm là cái button này này, và mình sử dụng một cái thuộc tính gọi là parent ấy, thì nó sẽ tìm đến cái thằng cha của cái chứa cái nút button này, và thằng cha của cái thằng cha của cái nút button này nó là cái nào, nó chính là cái thể deep đây này, được chưa? Nó chính là cái thể deep này, nó là cái parent nhá. Parent có nghĩa là gì? Parent có nghĩa là cha. Thì khi mà mình thực hiện cái nút bấm này, nó sẽ gọi đến thằng cha của cái nút button, và thằng cha của nút button edit này nhé, thằng cha của nó chính là cái thể edit này, được chưa? Và mình sẽ get attribute của thằng data value ra, data id ra, thì mình sẽ được giá trị tương ứng, được chưa? Cái data ID này là mình tự tự định nghĩa nhá. Cái đầu tiên này, cái data ID là do mình, cái thuộc tính mình tự định nghĩa nha nhá. Được chưa? Mình có thể là tên là bất kỳ cái gì được, nhưng thường thường là có chữ data đằng trước để liên quan đến cái dữ liệu của mình. Được chưa? Và cái thứ hai ấy, cái này này, nó chỉ là cái giá trị của cái dữ liệu mình gửi về thôi. Được chưa? Còn cái attribute này ấy, thì nó chỉ là một cái function mà ở jQuery nó định nghĩa sẵn rồi, tức là nó sẽ lấy attribute có nghĩa là thuộc tính ấy, nó sẽ lấy cái giá trị thuộc tính của cái thẻ HTML đấy, được chưa? Cái HTML này nó là một cái function có sẵn ở trong jQuery, được chưa anh Hoàng? Anh Tú. Và anh em lưu ý này, nhưng mà anh em làm với jQuery thì mọi người hay thường thường nó đặt tên là kiểu đô la như thế này, đô la đằng trước biến. Tại sao? Tại vì cái này nó để nó người dùng biết, à để mọi người biết được đây là mình đang làm việc với jQuery thì thường thường có đô la đằng trước. Ví dụ em thấy hay mọi người hay đặt tên như thế, thì anh em có thể đặt theo, được chưa? Để dễ phân biệt với mình đang làm việc với jQuery mà.
Hiện đây cách thứ nhất. Rồi. Cách thứ nhất anh em hiểu chưa? Mấy anh em làm rồi, bài tập rồi, làm đến cái phần này rồi. Hiểu chưa? Đấy, cách thứ nhất, anh em thiên về jQuery. Anh Tú, à quên anh Cương với anh Dương hiểu chưa? Rồi ok. Rồi ok, anh em có thể làm rất nhiều cách nhá. Rồi, mình sẽ giới thiệu một cách nữa. Một cách này thì chỉ liên quan đến HTML thuần thôi. Nó không có gì khó cả. Rồi, cách nữa là sao? Mình sẽ xóa bỏ lúc này đi nhá. Mình giới thiệu cách thứ hai này. Thì anh Dương ơi để ý giúp em này. Mình đang là, em đang hướng dẫn cái nút edit nhá. Thì anh để ý giúp em này. Thì mình đầu tiên là mình định nghĩa một function. Edit, tên là edit data, và mình sẽ truyền vào đây một giá trị là ID này, và mình vẫn cô số lắm cái giá trị của ID nhé. Rồi khi mà mình thêm cái nút bấm như thế này ấy, được chưa, thì mình sẽ thực hiện một cái này, mình sẽ cho như thế này, one click, mình sẽ gắn thẳng cái sự kiện one click vào cái thẻ button luôn. Mình sẽ cho vào như này, edit value, edit data value nhá, edit data nhá, và mình sẽ chuyển giá trị ID vào đây. Rồi đấy, cách vừa nãy là mình dùng jQuery để gắn sự kiện click nhá, còn đây là cách có thể gắn sự kiện click trực tiếp vào cái nút button được nhá. Được chưa? Cách này là mình sẽ gắn trực tiếp cái sự kiện click vào cái nút button luôn. Và mình cái data quên. Cái ID này nó không phải chuyển như này, mà sẽ chuyển như này thôi mới đúng. Đấy. Nó khi mà mình chuyển như này nó không hiểu là cái ID là gì đâu. Đấy. Edit data. Sẽ lên là 1 nhé. Hai này. Rồi mình sẽ chạy lại này. Thử nhá. Thì anh em có phải thấy nó vẫn hiện ra không? Được chưa? Thì đây là cách thứ hai để lấy giá trị ID. Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ tạo một cái function này. Được chưa? Function ID, và cái mình sẽ gắn trực tiếp cái sự kiện click on click bằng vào trực tiếp vào cái thẻ button, vào button của HTML luôn mà không phải dùng qua jQuery nữa. Thì đây là cách thứ hai để gắn sự kiện click nhá. Thì đơn giản cái edit data này là mình phải định nghĩa một cái function, thấy chưa, on click này mình phải truyền vào đây một cái function này, thấy chưa. Và đơn giản cái data ID của đây chính là cái biến ID thôi. Bây giờ anh em làm cách nào được nhá. Cái này thì nó dễ hơn. Anh em chỉ cần định nghĩa một cái function như này thôi. Rồi. Cách thứ hai này anh em có câu hỏi gì không? Cách thứ hai này đơn giản chỉ là về liên quan đến HTML thôi. Rồi, hết rồi.